Ở video trước tôi có nói những thực hành để đưa vào lối sống hàng ngày, giúp chúng ta luôn trong một trường năng lượng rung động cao. Trong video này tôi sẽ đi sâu hơn về sự hiện diện, về khoảnh khắc hiện tại. Tôi sẽ giúp bạn nhận ra sự hiện diện đó, chứ không phải là dùng trí năng để định nghĩa và hiểu về sự hiện diện. Sự hiện diện trong hiện tại đã giúp thay đổi cuộc sống của tôi ra sao? Tôi đã kể nhiều lần trong những video, bài viết trên Facebook. Những người tôi gặp, những sự kiện tôi trải qua, những ý tưởng và dự án tôi làm đều được xuất phát và nảy sinh đến từ sự hiện diện trong hiện tại. Và có lẽ điều tuyệt vời nhất của việc đưa sự hiện diện vào cuộc sống là tôi luôn cảm thấy thỏa mãn, trọn vẹn trong từng phút giây, dù là công việc, chơi thể thao hay thậm chí những việc trước đây tôi từng rất ghét làm. Ví dụ, khi tôi bắt tay vào mảng Made Money Online, công việc mà tôi đã kể cho các bạn trong những video trước. Một mình tôi tự mò mẫm, tìm hiểu và làm. Sự hiện diện ở đây là cách tôi chú tâm, đem ý thức vào những gì tôi đang học và làm. Trong quá trình làm, trường năng lượng từ sự chú tâm của tôi được tuôn chảy vào công việc, vào hành động, vào cuộc sống. Từ đó nảy sinh những ý tưởng mới, những cách làm mới trong quá trình học và làm. Khoảng một tuần sau, trong một trận bóng tôi gặp lại một cậu em ngày xưa ở chung trọ thời sinh viên và hai anh em đã làm chung một dự án đến bây giờ, công việc hoàn toàn khác với những gì tôi đã tưởng tượng trước đây. Vấn đề chính ở đây là nếu bạn không bắt đầu làm hoặc làm việc không có sự chú tâm với sự hiện diện, thì sẽ chẳng có gì xảy đến và bạn cứ mãi sống trong cái hộp, sống trong nỗi sợ hãi của bản ngã và càng bế tắc trong cuộc sống. Đó là những gì bản ngã tự thêu dệt nên. Hãy nhớ cho dù bạn làm công việc gì, hãy cứ tiếp tục đem sự hiện diện vào đó. Tất cả điều bạn muốn sẽ nảy sinh, sẽ xảy ra theo những cách mà bạn không bao giờ ngờ tới. Đó là sự nhiệm màu của vũ trụ muốn biểu hiện thông qua chính chúng ta. Bây giờ, hãy nhớ tắt chuông điện thoại và tìm một nơi yên tĩnh để không bị làm phiền. Hãy cùng tôi chìm vào khoảnh khắc hiện tại, điều mà có lẽ bạn không thường làm vì luôn có điều gì đó quan trọng hơn, hoặc có một điều gì đó tiếp theo bạn muốn làm. Điều thực sự quan trọng trong cuộc sống của bạn chính là khoảnh khắc hiện tại. Vì không có gì khác ngoài hiện tại, nếu bạn đang không có gì trong tay, thì bạn đang có khoảnh khắc hiện tại. Bạn cần thực sự nhận ra điều đó để thấy được ý nghĩa của nó. Hầu hết mọi người sống như thể có những điều khác, như quá khứ và tương lai quan trọng hơn khoảnh khắc hiện tại. Đó là một khuôn mẫu vô thức. Vì vậy thiền là về việc trở nên hiện diện trong khoảnh khắc hiện tại, đôi khi chúng ta nói là nhận thức khoảnh khắc hiện tại. Đôi khi tôi gọi nó là sự hiện diện. Và đó là tất cả về thiền, là khám phá khía cạnh ý thức trong chính bạn. Thường thì các kỹ thuật thiền được thiết kế để đưa bạn đến đó. Còn tôi chỉ mời bạn đến với khoảnh khắc hiện tại bằng sự chú tâm của bạn. Đây là điều bạn chỉ có thể tự mình xác nhận, hoặc nhận ra rằng bạn có thể gần như cảm nhận sự hiện diện của khoảnh khắc hiện tại, mặc dù nó không có hình dạng hay hình thức nào. Trước hết, bạn trở nên có ý thức hơn bằng các cảm nhận giác quan. Có một sự tỉnh táo nảy sinh mà bạn thường không có khi bạn đang mắc kẹt trong dòng suy nghĩ liên tục. Lúc này, sự tỉnh táo đồng nghĩa với sự hiện diện. Tôi có một thí nghiệm nhỏ cho bạn. Nhắm mắt lại và tự bảo mình: không biết ý tưởng sắp đến trong tôi sẽ là ý tưởng gì đây? Xong bạn sẽ rất tỉnh táo và chờ đợi sự xuất hiện của ý tưởng đó. Sao rồi? Có phải bạn chờ một khoảng khá lâu mới thấy một ý tưởng xuất hiện đúng không? Bạn cảm thấy rất yên tĩnh nhưng tỉnh táo cao độ trong khoảng trống đó. Khi sự chú tâm của bạn giảm đi thì ý tưởng mới bắt đầu tràn vào. Trạng thái ý thức bình thường của đa số mọi người là bị mắc kẹt trong dòng suy nghĩ liên tục. Phần lớn suy nghĩ đó khá vô ích và lặp đi lặp lại. Những suy nghĩ của hầu hết mọi người 99% là lặp đi lặp lại, vô ích, thường là tiêu cực nhiều hơn.
ta gọi đó là những tiếng ồn của tâm trí. Và khi bạn đồng nhất với những tiếng ồn đó hay những suy nghĩ đó, bạn đã trở thành nó. Những suy nghĩ trong đầu bạn không bao giờ ngừng và bạn thậm chí không biết rằng bạn không phải là suy nghĩ đó, bạn vẫn nghĩ rằng bạn chính là suy nghĩ đó. Đó chính là một trạng thái mê mờ. Bạn có thể quan sát những người xung quanh bạn, những người ở trong trạng thái mê mờ đó. Bạn có thể thấy trong mắt họ, họ không ở hiện tại, tất cả sự chú ý của họ bị hút vào suy nghĩ trong đầu bởi những tiếng ồn của tâm trí. Họ chỉ còn một chút ít sự chú ý để họ biết họ đang đi đâu và làm gì. Vì vậy bạn có thể thấy rất nhiều người thường không thực sự hiện diện vì gần như tất cả sự chú ý của họ bị hút vào dòng suy nghĩ liên tục này. Có khi họ nhìn bạn, nhưng họ thực sự không thấy bạn. Họ chỉ thấy bạn qua màn hình suy nghĩ, đó là những phán xét mà họ có thể biết về bạn. Họ không bao giờ có một nhận thức rõ ràng về bất cứ điều gì. Đây là điều mà mọi người hay gọi là vô thức, vô minh. Mọi thứ đều bị lọc qua suy nghĩ, qua phán xét hạn hẹp của tâm trí. Trong nhiều truyền thống tâm linh cổ xưa được gọi là đang mê mờ, cho nên chúng ta mới có lối sống thức tỉnh, đó là sự tỉnh thức của tinh thần, đó là có một sự tỉnh táo xuất hiện khi bạn trở nên có ý thức về khoảnh khắc hiện tại. Ban đầu bạn có thể nhận thấy sự hiện diện, như đột nhiên trở nên nhận thức hơn về các cảm nhận giác quan của mình như lắng nghe, nhìn, thấy. Bạn cũng có thể nhận thấy sự tỉnh táo khi có điều gì đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của bạn. Ví dụ khi có người lạ nào bước vào căn phòng yên tĩnh của bạn, hay điều gì đó xuất hiện làm bạn kinh ngạc, hay khi một tiếng động đột ngột xuất hiện, bạn đột nhiên nhìn hoặc nghe, và có một sự tỉnh táo mà không có một dòng suy nghĩ nào trong đầu. Bạn dồn toàn bộ sự chú ý trong vài giây đó mà không có suy nghĩ nào trong đầu bạn. Suy nghĩ sau đó mới xuất hiện và ngay lập tức giải thích, dán nhãn điều đó là gì. Khi có nhận thức rõ ràng và có một sự tỉnh táo, đó là một khoảnh khắc thú vị vì đó là một cách tự nhiên để sự hiện diện xuất hiện trong bạn. Nhưng thường thì nó ngắn ngủi đến mức bạn đã bỏ lỡ nó. Bạn đã trong trạng thái thiền trong những khoảnh khắc ngắn ngủi và bạn cũng không biết điều đó. Đôi khi có thể có những khoảnh khắc khi bạn chỉ ngồi đâu đó và đột nhiên trở nên hoàn toàn thoải mái với khoảnh khắc đó. Có một sự bình an nội tâm xuất hiện và bạn nhận thấy mình đang thở, nhìn, nghe, cảm nhận sự sống. Khi bạn phản ứng với những suy nghĩ đang có trong tâm trí của bạn, bất hạnh sẽ nảy sinh bất kỳ hình thức nào. Đó là cảm giác bức rứt, sự khó chịu, sự thiếu kiên nhẫn, giận dữ, buồn bã. Vì vậy, thiền là học cách tự điều chỉnh bên trong và trở nên nhận thức về khoảnh khắc hiện tại. Hoặc chúng ta hãy bỏ qua thuật ngữ thiền và chỉ gọi nó là sự hiện diện. Khi tôi đang nói, có những khoảng trống sau đó. Bạn có thể nhận thấy sự hiện diện đó đã xảy ra trong bạn, bạn đang ngồi, bạn trở nên nhận thức về khoảnh khắc này. Chúng ta có thể gọi là ý thức tự nhận thức được chính nó. Đem sự hiện diện này vào lối sống của bạn, trong những công việc đơn giản hàng ngày hay những gì bạn cảm thấy chán ghét nhất, bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt. Đó là niềm an bình trong cuộc sống, sự thỏa mãn trong hành động, sự sáng suốt trong công việc, sự kết nối với những thành viên trong gia đình. Hãy để lại cảm nhận của bạn về sự hiện diện dưới phần bình luận. Bạn có nhận ra sự hiện diện của chính bạn không? Hãy like, share video này cho những người bạn yêu quý. Hãy bật thông báo để nhận thông tin mới nhất về bài viết, video mới nhất từ kênh Bậc Thầy Tâm Trí.